đặt mục tiêu đến cuối năm 2024 ước đón khoảng 1 triệu 600 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế là 40.000 lượt. Ngành du lịch Long An đang nỗ lực tăng tốc và thực hiện nhiều giải pháp để xúc tiến mở rộng thị trường, thu hút dòng khách du lịch cuối năm khi chỉ còn 2 tháng nữa là khép lại năm 2024 trong tháng 10, lượng khách du lịch đến Long An ước khoảng 150.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 2.000 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt khoảng 90 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lũy kế đến 10 tháng đầu năm 2024, Long An đón trên 1.325.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ, đạt 100% so với kế hoạch, trong đó khách quốc tế là 27.000 lượt doanh thu du lịch ước đạt 750 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ, dược 7% so với kế hoạch. Để đảm bảo đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, việc kích cầu du lịch trong những tháng cuối năm 2024 là rất quan trọng. Theo đó, từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao và du lịch hấp dẫn nằm trong khuôn khổ sự kiện tuần lễ văn hóa thể thao du lịch tỉnh Long An lần thứ hai năm 2024, dự kiến tổ chức từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 2024 với chủ đề Long An khát dòng sông giảm.